cho ta lắm ưu phiền. Ham giàu sang quên mất nhân tâm, ta gạt ai mai sau kiếp luân hồi, ta nợ chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương, trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Ta sống làm chi khi thế gian không còn tình yêu, ta sống làm chi khi trần gian đầy những điều ngoa. Sống kiếp lợi danh quên yêu thương, trao nhau thù hận, đến cuối đời ta hai bàn tay trắng về với đất trời. Con tên gì? Dạ, con tên Bùi Thị Hường. Còn khấn vái họ tên đi. Thầy, thầy ơi, thầy định làm gì vậy thầy? Theo lời người nhà của con thì con đã dứt lòng trần, nên phát nguyện xin được quy y xuống tóc thế phát xuất gia. Vậy hôm nay sẵn ngày tốt, ta làm lễ xuống tóc cho con. Sau này con phải tu tâm dưỡng tánh, đừng vướng bận chuyện trần thế nữa. Thầy đặt pháp danh cho con là Diệu Tâm, con nhớ chưa? Xuống tóc xuất gia, tức là từ nay con sẽ trở thành ni cô, sống suốt đời trong chùa sao thầy? Đúng vậy. Không, không, con không muốn đâu. Con không muốn làm ni cô, con không muốn sống suốt đời trong chùa đâu thầy. Con nói vậy là sao? Chứ không phải con muốn xuất gia sao? Dạ không, con không muốn. Chuyện này tất cả là do họ sắp đặt. Thầy ơi, cứu con đi thầy ơi. Thầy làm ơn cứu con. Thầy ơi, con xin thầy đó. Chuyện này sự thể như thế nào, con nói rõ cho thầy nghe. Con vào nhà này ở, khi lớn lên con đã lỡ tay làm cho cậu Út bị chết, nên họ ngày nào cũng hành hạ con hết. Và cuối cùng họ ép con phải vô đây ở. Chuyện là như vợ đó thầy. Trong này có vài bộ đồ và chút lương thực, con mang theo phòng thân trong vài ngày tới. Con hãy đi đi, đi tìm đường giải thoát cho mình. Nhưng nếu con không tìm được chỗ dung thân cho mình, thì hãy nhớ cổng chùa luôn rộng mở đón con đó ra. Con đi rồi, thầy sẽ ăn nói sao với bà ấy? Chuyện đó con khỏi phải lo, mau lên đường cho sớm đi con.
Con đội ơn thầy. Thưa thầy con đi. Cái đám đàn ông được đuổi đàn bà con gái giữa ban ngày ban mặt vậy cả. Bước kệ người ta đi, nhiều chuyện quá, chắc là trộm cắp cái chi đó rồi bị người ta dây bắt thôi. Nè, nhanh lên, bắt nó lại cho tao. Ê, cái đám đó là gia nhân của hai hoàng mà. Đứng lại, lại ức hiếp con gái người ta nữa rồi. Bắt nó lại cho tao. Nhỏ đó là con Hường mà. Phải chạy nhanh lên coi. Con dâu hội đồng, vợ của Út. Nghe đâu nó sơ ý hại chồng nó chết, nên gia đình chồng tức giận lắm, nhốt nó lại luôn. Nè, mau đứng lên, theo tôi, nhanh lên. Nằm xuống. Đâu tìm rồi? Mày kiếm bên kia kìa, kiếm tiền coi. Đi tìm bên kia coi. Dạ. Không có. Lạ vậy ta? Ủa kỳ vậy? Mới thấy nó đây mà. Mới thấy nó ở đây mà đâu mất tiêu rồi. Chị ra kiếm coi. Bên này nè. Nè, mày có không? Không có. Hai thằng mày đứng đây, có thấy con nhỏ con gái nào chạy ngang qua không? Tao không thấy gì hết á. Lạ thiệt. Chẳng lẽ nó tàn hình nơi đồng trống như vậy? Mà bây giờ nó trốn đi đâu được chứ? Thôi tụi bay, về thôi. Dạ. Đi. Mày muốn hỏi chi hỏi đại đi. Mày á, mày muốn biết cớ chi tôi cứu cổ đúng không? Trời, mày nhìn đi, một đám đàn ông như vậy rượt đuổi một cô gái như vậy, tao với mày cũng là đàn ông, đứng trơ mắt nhìn được hả? Ừ. Cái gì nữa? Ờ thì đúng, trước đây tao không ưa cổ thiệt, nhưng cổ đã cứu tao với mày. Cái lần mà bị hai hoàng bày mưu cái vụ bán đất đó mày nhớ không? Nếu lần đó mà cổ không báo cho tao biết thì giờ này tao với mày á bị hai hoàng dần như xương rồi. Mày nói thiệt hả? Ừ. Hèn gì mày mượn kế gậy ông đập lưng ông để làm hai hoàng trở tay không kịp. Ừ. Vậy bây giờ mày tính làm sao? Tao cũng không biết phải làm sao nữa. Hồi nãy, nếu như không có anh cứu, chắc là tôi đã bị họ bắt và lôi về rồi. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Không có chi. Lần trước á, cô đã cứu tôi một lần. Bây giờ á, tôi cứu cô lại một lần,
coi như quê ơn nghĩa chứ đâu. Tôi không muốn mắc nợ ai hết á. Cảm ơn anh. Mày để cổ đi thiệt sao Điền? Ta nói cổ đi chưa được ba bước là bị bắt lại đó. Tụi gia đình trong hội đồng có mặt ở khắp nơi, dễ gì mà tụi nó tha cho cổ. Ốm yếu như cổ chắc bị vài trận đòn là hồn lìa khỏi xác rồi đó. Ôi nè. Ê. Cô ơi. Cô. Cô ơi cô. Cô có sao không? Còn thở. Giờ tính sao? Ừ. Cô ơi. Cô. Cô ơi. Giờ mày tính sao mày? Mình mà chứa chấp cổ á, tụi kia mà biết á là sanh chuyện đó đã. Thì bây giờ đợi cổ khỏe lại á, kêu cổ đi chứ làm sao? Chớ theo mày thì mình cách nào bây giờ? Mày nhìn cổ kìa, giống hệt như con ma đói. Ăn có mấy muỗng cháo mà nuốt không trôi qua họng. Chắc cổ bị người ta đánh đập lung lắm, nên trên người cổ toàn là dấu roi không à. Nhiều chỗ bị phỏng nữa chứ. Thiệt sao người ta ác quá gì chứ. Mà mày có nghe người ta nói là cổ phạm tội chi không? Thì hôm trước nghe đồn râm ran đó, việc cậu Út bị chết đuối đó, hình như là do cổ gây ra. Chắc bao nhiêu tội lỗi trút lên đầu cổ hết rồi, nghĩ mà cũng tội nghiệp. Nhưng mà tụi mình như vậy làm sao mà giúp cổ được chứ? Hay là mày đem cổ về nhà ở tạm vài ngày đi. Trời ơi, vậy đâu có được. Còn cha tao nữa làm sao? Vậy mình làm sao đây? Mày tính lẹ đi chứ, chừng nữa tao với mày gặp rắc rối nữa đó. À, tao có chỗ giấu cổ rồi. Hả? Mày có nhớ cái miếu quan ở cuối làng không? Cái chỗ tao với mày hay chơi trò nhát ma mấy đứa con gái lúc còn nhỏ đó. Nhớ rồi. Đem vô đó đi. Mày tính đưa cổ vô đó hả? Nhưng mà chỗ đó hay có người tới lui cúng kiến. Thì đó, thì người ta cúng kiến nhiều á, có cả đặng cho cô ăn nữa. Vậy cũng tiện chứ làm sao? Nhưng mà cỡ tao nè, một mình tao ở còn sợ. Chứ đừng nói chi cô ấy. Bạn đêm ở đó rùng rợn lắm mày ơi. Tao biết rồi. Nhưng mà bây giờ không còn chỗ nào an toàn hơn chỗ đó nữa đâu. Cứ để cổ ở lại cái miếu đó vài bữa nó đi. Khi nào cổ khỏe lại rồi mình tính. Bây giờ trời còn sáng quá. Đợi trời tối chút xíu, tao với mày đưa cổ vô đó. Ừ, mày tính gì cũng được á. Cái thằng có khù khờ gì mà cũng sáng quá ha. Mày. Nhưng mà ở đây tới tối chắc là nóng lung lắm đó ra. Trời ơi, thì phải chờ chứ làm sao. Cô đừng có sợ, không sao đâu. Bây giờ cô trốn ở trong đây đi, chắc chắn sẽ không ai biết mà tìm đâu. Nè, ban ngày á, cô nhớ đừng bước ra ngoài nghe chưa. Lỡ mà có ai dòm thấy là lôi thôi lắm luôn đó. Ở đây á, ngày nào cũng có người tới đây cúng xôi chè bánh trái. Cô đói bụng á, thì cứ lấy mà ăn. Thôi, tụi tôi đi ngay. Tôi sợ lắm. Tôi không dám ở lại đây đâu. Tại cô chưa quen thôi. Cô ráng ở đây vài bữa đi. Ngoài chỗ này ra, tụi tôi không biết tìm chỗ nào an toàn cho cô hết. Cô nghĩ coi, ở đây có khổ bằng cái nơi mà người ta giam cầm, đánh đập con. Thôi khuya rồi, cô vô ngủ đi. Có cái tiếng gì đó? Chỉ là tiếng mèo thôi. Tôi sợ lắm. Mấy anh đừng có bỏ tôi. Bệnh tình của em Tư có hại lắm không ông? Bà Tư gặp chuyện đau buồn quá sức chịu đựng.
nên rối loạn tâm trí. Có thể bà sẽ không nhớ gì hết trong một thời gian dài. Để trị bệnh này thì bà Tư phải được chăm sóc riêng biệt và có người túc trực ngày đêm. Tôi sẽ kê toa cho gia đình mua thuốc. Việc hệ trọng ở đây là phải tránh cho bà Tư không còn nhớ những chuyện ngày xưa nữa. Nếu không, tôi e bệnh sẽ không thuyên giảm đó. Dạ, dạ cảm ơn ông. Vú à, dạ. Đưa doctor ra ngoài giùm tôi. Dạ. Chào bà hai tôi về. Dạ. Dạ, dạ mời. Em Tư à, em tỉnh lại đi em. Em bệnh giả đò hay bệnh thiệt gì em? Chị không ngờ ngày xưa em ỷ mình có chút nhan sắc, được ông nâng niu chiều chuộng. Em mặc sức làm mưa làm gió, coi chị đâu có ra gì. Còn bây giờ thì sao hả em? Em điên điên dại dại, sống không bằng chết. Không biết nên vui mừng hay thương hại cho em nữa. Số em đúng là không may rồi. Em tưởng mình khôn lanh hơn thiên hạ, không dè có kết cuộc khổ sở như vậy. Đáng cái đời em lắm. Vũ. Dạ. Chắc đốc tờ căng dặn với bà rồi đúng không? Dạ. Từ rài bà phải nhớ là không làm cho bà Tư nhớ là chuyện cũ nghe không? Phải giữ cho bà Tư được yên tĩnh thì có cơ may được lành bệnh. À, mà tôi thấy trong cái rủi của bà Tư có cái mai của bà đó đó. Tôi thấy bà đã già cả rồi nên tính cho bà về quê đi dưỡng già. Không dè bà Tư lại bị bệnh nên để bà ở lại chăm sóc đó. Nhờ vậy đó bà mới được ở lại trong nhà này nó nghe. Dạ, cảm ơn bà đã nghĩ tình. Chắc tôi phải cảm ơn cái bệnh của bà Tư quá. Nhờ vậy mà tôi được ở lại, không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Cho nên nếu bà Tư tỉnh lại thì bà cũng không có chuyện gì mần ở đây đâu đó. Thôi thì bà cầu trời khẩn Phật cho bệnh bà Tư đừng có thuyên giảm đi nghe. Dạ. Bà thấy chưa, người ta được nước mình thích thế, lên mặt thị uy như vậy đó. Bà mau tỉnh lại đi, chớ không họ kiếm chuyện đuổi tôi với bà ra khỏi nhà đó. Tới nước đó thì chết bờ chết bụi thôi bà ơi. Điền ơi, Điền ơi, Điền có nhà không? Điền, Điền ơi, Điền. Dạ chào chú. Mày mần cái giống gì mà tối nào mày cũng rủ thằng Điền đi chơi hết vậy không? Dạ lâu lâu con mới tới một lần chứ đâu phải ngày nào cũng vậy đâu chú. Tao đổ quan cho mày chắc có đêm nào thằng Điền nó chịu ở nhà đâu. Nó không đi với mày chứ đi với ai? Dạ tại con buồn quá nên rủ nó ra chòi nhậu lây ra vậy đó mà. Mày đừng có nói láo mày. Hôm trước tao ra ngoài chòi đâu kiếm mày với thằng Điền mà có thấy tụi bay nhậu nhẹt gì ở đó đâu. Mày có chuyện gì mờ ớ phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Cha, mắc chi mà cha phải tra gạn tụi con như vậy chứ. Thì cũng có khi á, anh Tị rồi anh Ba Dịch kêu tụi con qua chòi họ chơi nên cha ra ngoài á, cha không thấy là phải rồi. Coi bộ tụi bay không có thiệt thà. Tao nghi lắm à. Tính giấu tao chuyện chi phải không? Trời ơi, cha đa nghi quá. Không có chuyện chi đâu cha. Nè tao nói rồi nghe, không có dính vô mấy cái chuyện trai gái á. Có ngày á, nó vác cái bụng bầu tới đây á, nằm giả khóc lóc á, là mày chết mày với tao đó nghe không? Chú lo mừng chi. Rủi có chuyện đó xảy ra á thì coi như chú vừa có dâu vừa có cháu nội. Mừng quá à còn chi. Mày đừng có nói bá láp bá xà mày. Thằng Điền nó lấy vợ là phải do tao chọn, chứ đâu mà ngang không như vậy được mày. Nè khóm, thôi mình đi đi, đừng có đứng đây dừng lưng nữa. Con đi nha cha. Dạ con đi nha chú. Đi nhanh đi. Chắc có gì mờ ớ đây nè. Mình phải theo dõi hai thằng này mới được.
Dạ chào ông. Con à, cớ chi con phải đau lòng cực sát dữ vậy? Chỉ vì một người vô tình vô nghĩa mà con tự hành sát mình, có đáng không con? Nói ra sợ con không vui. Từ cái ngày mà nó hẹn con đến bây giờ, cha thấy khó chịu trong lòng. Cha có linh tính, người ta không có thiệt lòng với con. Con đừng có cố chấp mà thiệt thân. Bà Lập nói, con đã bỏ ăn mấy bữa nay rồi. Con có biết làm như vậy cha lo lắng lung lắm không? Cha, cha có thương con á, cha để con yên tĩnh một mình đi cha. Con không sao đâu. Nhưng mà có bạn cùng trường đến thăm con đó. Con có muốn gặp họ không? Ai vậy cha? Người đó tên là Lan. À, là Lan. Lan là bạn thân của con đó. Cha cho Lan vô gặp con đi. Chị Tú, chị bệnh sao mà hổm rày không thấy chị tới trường? Tôi đau lắc sắc vậy thôi, chứ không có gì hại đâu. Lớp mình đi học đủ chứ hả? Đủ hết, chỉ thiếu có mình chị thôi đó. À, mà chắc chị muốn hỏi thăm tới anh Trọng có đúng không? Anh có tới lớp, nhưng mà coi bộ anh có vẻ trầm ngâm lắm, không có nói chuyện với ai hết. Mà chị với anh có chuyện gì sao? Đâu có. Nè, tôi với chị thân nhau như vậy, còn giấu tôi sao? Ngày mai chị có đi học lại chưa? Tôi vẫn còn ế mình lắm, chưa đi học lại được đâu. Chắc tôi xin nghỉ đến cuối tuần á. À, tôi có đem tập đến cho chị, để chị chép bài nè. Có mấy bài còn thiếu đó. Chị thiệt tốt với tôi quá. Làm gì mà khách sáo với tôi dữ vậy? Mà nè, tôi hỏi thiệt nha. Con muốn tôi nhắn lại điều chi cho người ta không vậy? Ai thăm tôi á thì cứ tới, gửi gắm chi cho thất công. Ơ, trái cây ngon vậy sao không ai ăn hết vậy? Chị không ăn là tôi ăn hết luôn đó nha. Chào bà Lắp, tôi về. Dạ. Hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ tới chơi với Tú. Dạ. Lan. Dạ. Cháu khoan hãy về. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Dạ, có chuyện chi vậy bác? Bà Lắp, bà ra sau mừng việc đi. Có gì tôi sẽ gọi. Dạ, tôi xin phép. Cháu là bạn thân nhất của con gái bác phải không? Dạ. Cháu tới thăm nó, còn mang tập cho nó chép bài. Thật làm phiền cho cháu quá. Dạ, bác nói quá lời rồi. Sẵn tiện cháu tới thăm Tú, có đem theo mấy cuốn tập vậy thôi mà. Ờ, vậy thì cảm ơn cháu lắm. Dạ. À, cháu học chung với Tú, chắc cháu biết người tên Trọng đúng không? Dạ. Người đó với con gái bác có tình cảm với nhau phải không cháu? Dạ. Cháu đừng có ngại, con Tú cũng nói sơ qua với bác chuyện tình cảm của tụi nó rồi. À, bác cũng tính cậy cháu một việc nè. Dạ, bác cứ nói đi, nếu được chắc chắn cháu sẽ làm. Vậy thì hay quá. Cháu à, cháu cũng là bạn của thằng Trọng. Vậy thì cháu hay gặp Trọng chuyển lời giùm cho bác. Cháu nói với nó, bác không muốn nó qua lại với con Tú nữa. Chuyện hôn sự của Tú bác đã sắp đặt đâu đó hết rồi, nó đừng theo đuổi chi nữa cho thất công. Chuyện này cháu không có dám từ tiện nói với anh Trọng đâu bác. Ờ, cháu nghe lời bác nói hết đã. Bác sẽ không để thằng Trọng thiệt thòi đâu. Bác sẽ đưa cho nó một số bạc lớn, coi như bù đắp lại cho nó. Bác không tin là nó chơi số tiền này, vì bác biết chỉ là nó quen con Tú, cũng là để ý cái gia cảnh nhà bác mà thôi. Dạ thưa bác, cháu thấy anh Trọng với chị Tú rất là xứng đôi. Họ thương nhau thiệt lòng mà bác.
cháu có phải là bạn thân của con Tú nhà bác không? Không lẽ cháu thấy con Tú nhà bác nó khổ mà cháu không mũi lòng sao? Ủa, bác nói gì lạ vậy? Gia đình bác tin gả con Tú vô một gia đình môn đăng hộ đối. Con Tú nó được làm dâu nhà đó thì cả đời ăn sung mặc sướng, ra vô có kẻ hầu người hạ. Còn nếu nó quen thằng Trọng, một thằng học trò nghèo không có sự nghiệp, thì cuộc đời nó sẽ ra sao hả cháu? Cháu biết là bác thương chị Tú nên mới lo lắng cho chị. Nhưng cháu nghĩ anh Trọng là người đường hoàng. Cháu nói với anh những lời như vậy, chẳng phải cháu là người đã xúc phạm tới nhân cách của anh hay sao? Còn số bạc mà bác đòi bù đắp cho anh Trọng, cháu nghĩ anh không có bằng lòng lấy đâu. Bác biết cháu người khôn ngoan nên mới trông cậy vào cháu. Nói sao mà để thằng Trọng dứt tình với con Tú, tất cả đều nhờ vào cháu. Cháu đừng phụ lòng bác nghe không? Xong việc rồi bác sẽ hậu đãi cho cháu. Đây số bạc này cháu đưa cho Trọng. Cứ nói với nó những điều bác vừa dặn thì được. Nhớ giúp giùm bác. Vậy nha. Thôi bác vào đây. Bác. Bác. Đem cho cô Hường ít mật ong mới lấy hồi chiều nè, để dành ăn cho mau lỡ sức. Cảm ơn anh Nghiên. À, bữa nay á người ta cúng bánh ít nhiều lắm, tôi lén lén để dành cho hai anh nè. Trời đất, đang lúc trốn chui trốn nhủi như vậy á, cô để dành mà ăn đi. Thôi mà cô ăn bài đi. Bài đặt để phần cho tụi tôi làm chi nữa. Ông anh à. Dạ. Tôi nghe người ta nói á, lóng rài á, nhà hội đồng đi tìm cô khắp nơi đó. Cô nghe lời tôi, ban ngày ở yên trong đây, không được bước ra nửa bước. Cô mà để người ta bắt được á, là sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà ở trong này riết tôi thấy sợ quá. Nhưng mà đã tới nông nỗi này á, thì cô ráng chịu khó một chút đi. Tôi thấy cô Hường nói đúng á, không lẽ bắt cô ấy sống miết trong miếu vậy hoài sao điện? Nhưng mà muốn ra ngoài cũng đâu có được. Người ta đang lùng sục cổ như vậy, chòi đầu ra cho họ bắt hả? Thôi ráng đi, để vài bữa nữa yên ngắn á, rồi tôi với thằng Khóm tìm cách đưa cô đi. Nó nói có lý đó cô. Đành phải như vậy thôi, đâu còn cách nào khác đâu. Tôi cảm ơn anh nghe anh Điền. Trời ơi, ơn nghĩa chi mà nói miết. Tụi tôi á chỉ giúp được cô chút đỉnh thôi đó. Sau này á mọi việc là cô phải tự lo lấy. Thôi khuya lung lắm rồi, tụi tôi về đây. Cô vô ngủ sớm đi. Tôi về nghe. Hay anh về cẩn thận nghe. Thôi khuya rồi cô ngủ đi, tụi tôi về. Trời Phật ơi, thì ra hổm rài thằng Điền nó tới đây á, là vì con Hường. Cái thằng ngu hết biết, cớ chi là dính líu tới cái đứa đang mang trọng tội vậy chứ. Con ơi là con, mày là hại cha của mày nữa rồi. Điền ơi, tính làm sao bây giờ? Mình có nên báo cho cậu ba biết là con Hường đang trốn ở đây không chứ? Nhưng rủi thằng Điền nó bị da lây thì sao? Mà không báo cho cậu ba thì ái náy trong lòng, thiệt là khổ hết sức à. Bé nào, bé nào. Ủa, đi dậy, đi dậy. Biết nhà nó nữa.
trọng. Ủa, Lan. Hôm nay tôi thấy anh không có được vui. Hay là tại chị Tú nghỉ học lâu quá nên anh buồn? Nghe nói Tú bệnh đúng không Lan? Lan có gặp Tú không? Tôi có tới nhà thăm chị ấy. Thấy chị ấy có vẻ chán trường lắm. Mà hình như cha của chị không muốn chị đi học nữa. Còn Tú, Tú có nhắn gì với tôi không? Chị Tú không có nhắn gì hết. Nhưng mà cha chị Tú thì có. Cha của Tú nhắn tôi việc chi? Anh Trọng, đây là những lời mà tôi không hề muốn nói với anh. Nhưng mà bác trai đã năn nỉ quá nên tôi cầm lòng không đặng. Bác nói là bác không thích anh đeo đuổi chị Tú, vì bác biết anh không thật lòng với con gái của bác. Bác còn nói không muốn chị Tú phải khổ, vì quen một người không có chút công danh sự nghiệp nào ở trong tay hết. Lại cứ nói hết cho tôi biết đi. Bác muốn anh á phải dứt tình với chị Tú. Đổi lại. Đổi lại sao? Bác có gửi cho anh. Là cái gì? Nè, anh tự xem đi. Anh Trọng, mong anh hiểu cho tôi. Tôi chỉ làm theo lời bác trai thôi, chứ không có ý coi thường anh đâu. Cha của tôi có thể đối xử thậm tệ với tôi dù chưa gặp mặt tôi một lần nào hay sao? Ông nghĩ tôi là hạng người nào chứ? Hay là từ trước giờ lúc nào ông cũng lấy tiền ra để giải quyết mọi vấn đề, nên ngay cả hạnh phúc của con gái ông cũng đánh đổi bằng tiền? Ông làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vô mặt tôi. Tôi nghĩ bác cố ý làm như vậy đặng anh tự ái mà chia tay với Tú. Thôi, nếu anh không cứng thì để tôi trả lại số bạc này cho bác. Nè, Lan ngồi xuống đây đi. Tôi thấy Lan phân tách cũng có lý lắm. Nếu tôi nhận số bạc này thì Tú sẽ khinh rẻ tôi, coi tôi là hạng người tham vàng bỏ nghĩa, đúng không? Tú sẽ hận tôi và mau chóng quên tôi đi. Anh Trọng, tôi sẽ làm theo lời bác trai. Tôi sẽ để cho cổ đi lấy chồng theo sự sắp xếp của cha cổ, mà không phải bận lòng bất cứ một điều gì hết. Anh Trọng, anh nhất định đoạn tuyệt với Tú như vậy hả anh Trọng? Lan đưa số bạc này trả lại cho cha Tú, nói là tôi cần nhiều hơn số tiền ông ấy đã đưa. Lan hãy tìm cách cho Tú biết việc này, nói với Tú là tôi bằng lòng nhận tiền. Anh Trọng, Lan cứ làm như vậy đi. Cảm ơn Lan. Dạ dạ, chào ông quản gia. Dạ dạ, xin hỏi cậu ba có ở nhà không ông? Tìm cậu ba có việc chi? Mà ông là ai? Tôi là bụng tá điền của cậu ba. Ông nói tên tôi là cậu ba cho tôi vô liền à? Tá điền có hàng trăm cái tá điền, chứ ông bằng được cái giống gì mà cậu ba coi trọng ông vậy? Tại ông không biết chứ, tôi cũng giúp cho cậu ba được đôi ba việc hệ trọng đó đó. Cậu ba đi chưa có về? Vậy chừng nào cậu ba về ông có biết không? Ông khéo hỏi quá ha. Cậu ba có công việc của cậu, khi nào bằng xong thì cậu về. Dạ vậy thôi, cho tôi vô nhà chào cậu ba được không? Không được. Chưa được chủ nhân cho phép thì tôi không có để ông vô nhà. Thôi vậy tôi đứng đây tôi chờ. Không có được. Ông đứng chần dần trước cửa nhà người ta, mấy bà thấy mấy bà rầy tôi nữa. Tôi phải chờ để gặp cậu ba, tôi có chuyện hệ trọng mà. Muốn chờ đi ra đằng kia mà chờ, đừng có la giảng ở đây mà tôi mang quả. Làm ơn đi giùm tôi đi. Không được, tôi gặp cậu ba có chuyện hệ trọng. Ông làm ơn đi, tôi muốn vô tôi gặp cậu đi. Ba dạ kìa. Ông làm ơn cho tôi gặp cậu ba đi. Có chuyện gì vậy ông quản gia? Dạ cậu ba. Cậu ba, gặp được cậu ba tôi mừng quá đà. Tôi là tá điền bụng nè cậu. Chú bụng hả? Dạ. Có chuyện chi mà chú tới tận đây vậy? Dạ chuyện gấp gáp lắm cậu ba ơi, tôi muốn thưa với cậu ba một việc. Được rồi, chú theo tôi. Dạ.
Chàng ơi, lần đầu tiên tôi mới bước chân vô nhà ông hội đồng đó nghe. Ôi, sao mà nó kinh dinh, nó đẹp đẽ, thiệt dòm nó sướng con mắt. Chú lại ngồi đi. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Cái ghế cũng đẹp, cái bàn cũng đẹp. Dạ, mời cậu ba. Chỗ này là chỗ để cho cậu ba uống trà nghỉ ngơi phải không cậu ba? Chà, nó mát mẻ quá đà. Chú uống trà đi. Cớ chi hồi nãy chú không vô sân chờ mà đứng ngoài trộn rộn chi vậy? Dạ, tại con không biết ổng là ai cho nên nãy con không cho ổng vô. Chú Bụng, chú nói đi, có chuyện chi gấp gáp hả? Dạ, chuyện rất là hệ trọng, thành ra tôi chỉ nói riêng với cậu ba thôi. Chú nói thử tôi nghe coi. Nhưng mà... Ông quản gia, ở đây hết chuyện của ông rồi. Ông đi mời công chuyện đi, có gì tôi sẽ gọi. Dạ. Bây giờ chú nói được rồi đó. Có chuyện chi? Tá điện hợp tác lại chống đối tôi đúng không? Hay là có ai gian lận chuyện lúa thóc? Dạ không có mấy chuyện đó đâu cậu. Cậu ba, tôi hỏi câu này, nếu có gì đó không phải cậu đừng rầy tôi nghe cậu ba. Là tôi nghe nói cô Hường vợ của cậu Út á, mà không, con Hường đầy tới nhà cậu á, nó bỏ trốn đang bị truy tìm phải không cậu? Chú biết cô ta đang trốn ở đâu à? Cậu ba thiệt là người thông minh nhanh trí. Chưa chi mà cậu đã đoán được ý tôi rồi. Chẳng giấu chi với cậu, tôi biết được chỗ ẩn nấp của nó. Nhưng mà... Việc đó chú chỉ cần nói ra, tôi sẽ cho người bắt cổ về liền. Cớ chi mà chú cứ lấp la lấp lửng như vậy? Cậu ba, tôi cũng có nỗi khổ trong lòng đó cậu. Trước giờ đó cậu ba cũng biết tôi một lòng một dạ với cậu mà. Có việc chi cậu sai biểu mà tôi dám từ chối đâu. Là vậy nè cậu, thật ra thằng Điền con tôi nó cũng có can dự vô cái chuyện của cô Hường. Chắc cổ nhờ cậy sao đó, cho nên nó mới tìm cái chỗ cho cổ trốn tránh. Cậu ba ơi, con tôi nó dại quá cậu ơi. Cậu thương tôi, cậu làm phước đừng có trách tội nó nghe cậu. Tôi hiểu rồi. Hiện giờ Hường đang ở đâu? Cậu trốn ở trong cái miếu quan cuối làng đó cậu. Thằng Điền vẫn chưa bỏ được cái tánh tài lai, thích can dự vô chuyện của người khác. Bây giờ chỉ còn một cách, đàn con trai con được giảm tội. Cách gì cậu? Nói đích thân nó và vẫn còn Hường gì đây. Nhưng mà tôi biết cái tánh ngang ngược của nó không mần gì đâu cậu à. Con chú không mần thì chú mần tha cho nó đi. Coi như chú lấy công chuộc tội cho thằng Điền, được không? Khuya hôm nay chú tới đó nói lý cho cô ta, để cô ta thấy được chuyện nào phải chuyện nào quấy, rồi dẫn cô ta về đây, thế là xong. Dạ, tôi xin nghe theo ý cậu. Mày muốn gì? Thằng kia, tao cảnh cáo mày, mày liệu mà tránh xa thằng Điền ra, chứ mà mày còn cấp kề với nó, có ngại mất mạng nghe chưa? Mày bỏ cái tật thài lai của mày nghe chưa? Thấy đâu thì bỏ đó. Đừng có giận bụng gì nghe chưa? Muốn sống thì đừng có ngu mà đứng ra làm chứng. Bữa nay tao chỉ đánh cho mày què chân thôi. Cái chân còn lại của mày có giữ được hay không là do mày, mày biết chưa? Thôi, đủ rồi.
Anh Điền. Nè, tôi mới mua tấm đệm này hồi chiều đó, để lót mà nằm. Ủa, anh tới có một mình nè hả? Còn anh Khóm đâu? Tôi chờ nó hồi chiều tới giờ mà không có thấy. Chắc là lại thả rong đâu đó nên không có kịp về. Nói thiệt chứ, tối nào cũng gặp mấy anh, rồi trò chuyện dăm ba câu riết rồi quen. Bữa nào mà mấy anh không tới, tôi thấy nhớ nhớ. Cô khéo nói dữ không? Ai đâu mà rảnh á, mà gian ca với cô miết vậy? Nè, tôi cũng tính đâu đó xong xuôi hết rồi. Hai bữa nữa, nhà ông hội đồng có lễ cúng ở đình. Mọi người sẽ trộn rộn lo mừng công chuyện. Tới lúc đó, tôi sẽ đưa cô ra khỏi làng. Chớ, cô thân gái một mình, ở lại đây không tiện chút nào hết. Cô sao vậy? Mày mà tao mới cực thân, đêm nay lại không được ngủ nữa chứ, phải thức canh mày. Mày chết á thì mày chết đi, chết đi, nói nó cho tao. Hay là con chưa tin hết những gì cha đã nói? Thôi thì ngày mai á, cha đã hẹn nó lúc 4 giờ chiều, đặng giao cho nó số tiền còn lại. Nếu con muốn thấy rõ bộ mặt thật của thằng Trọng thì con hãy tới đó chứng kiến. Chị múc giùm tôi gáo nước khác được không? Cái mùi này tôi hửi thấy khó chịu lung lắm. Tôi là Trọng. Tôi hứa với ông, sau khi nhận được số bạc theo thỏa thuận,
tôi sẽ không qua lại với con gái ông nữa.